rồi mắc bị gì bà? Bị người ta bắn hồi ấy đó, mấy năm hồi bà hai mấy đó, là 30 tuổi đó, bắn trúng cái mắt này nè. À, hồi lúc 20 mấy tuổi bị người ta bắn trúng vô 28. 28 tuổi là bị tới bây giờ luôn. Có gian xe người ta lại ha. Không, lại lấy xe đạp lại. Lấy xe đạp lại luôn. Dạ rồi, vậy là hồi là lấy xe đạp chở về. Dạ, chở nổi không? Dắt bộ. Dắt bộ hả? Dạ. Chứ bà quà bữa nay của con là nặng lắm nha. Nặng dắt bộ. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là Yến rất là vui vì lại được thay mặt cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thì trao những cái phần quà đến cho bà con nghèo. Thì mấy tuần trước là Yến phát ở ngoài miền Trung rất là nhiều, đợt này thì quay lại Sóc Trăng lại tiếp tục được phát nữa cô chú anh chị. Đợt này là mình phát quà ngay tại huyện Trần Đề của Sóc Trăng. Thì chỗ Yến phát là cũng một cái làng mà người Khmer rất là nhiều. Đợt này là 100 phần quà, mà phần quà lần này là nó nhiều hơn, đặc biệt hơn một chút nha cô chú anh chị. Mỗi phần quà thì trị giá là 400.000 đồng. Và đợt này là được sự giúp đỡ là của cô Lan Núi và chú John ở Las Vegas, Mỹ, giúp đỡ 100 phần quà, mỗi phần quà là trị giá 400.000 đồng. Dạ, Yến cũng xin chia sẻ rõ về phần quà của mình là mỗi phần quà 400.000 bao gồm những gì. Thứ nhất là mình có một bao gạo 10 kg là 120.000 đồng, tặng một chai nước mắm. Kế đó là mình sẽ có nửa ký lạp xưởng là 105.000 đồng. Và một phần quà trong đó bao gồm nhu yếu phẩm cá mòi là 125.000 đồng. Và mình có thêm 50.000 đồng tiền mặt nữa. Dạ, tổng cộng là 400.000 đồng. Và Yến cũng xin chia sẻ rõ về từng cái món quà của mình. Thứ nhất là bao gạo 10 kg ở đây. Dạ, bao gạo 10 kg là bao này là cũng là loại gạo 3 buổi mà hồi trước giờ là Yến phát ở trong Sóc Trăng, phát một bao gạo là 10 kg đây. Dạ, 10 kg. Gạo 3 buổi này thì do là hiện tại là cái giá gạo đang tăng cho nên mỗi bao gạo như vậy là tăng 10.000, là một bao là 120.000. Nhưng mà mình vẫn được tặng một chai nước mắm như bình thường. Đây, một chai nước mắm. Một bao gạo được tặng chai nước mắm như vậy. Dạ, đó. Và đặc biệt lần này là mình có thêm là nửa ký lạp xưởng 105.000 đồng. Đây, đây cái hộp lạp xưởng của mình đây nè cô chú anh chị. Đây cái số nửa ký ở đây. Dạ. Đó, nửa ký. Ở bên đây là mình thấy cái mặt là có cái hình nó để cái giấy trong cho mình coi cái lạp xưởng ở bên trong, được hút chân không luôn. Thì cái nửa ký như vậy đợt này là mình đóng hộp như vậy là 105.000. Cái này nếu mà mình mua lẻ đó là một hộp người ta bán 110.000, nhưng mà Yến mua số lượng nhiều cho nên người ta bán 105.000 thôi. Tại mình cũng làm từ thiện cho nên người ta bán cái giá này đặc biệt. Thì trước đó là Yến mua ở một cái lò khác, do Sóc Trăng nhiều lò lạp xưởng lắm cô chú anh chị. Lò trước Yến mua là lò Tân Huê Duyên thì Yến mua nửa ký là 115.000. Đợt này Yến đổi qua cái lò này là lò Mỹ Trân ở Sóc Trăng, thì lò này cũng rất là ngon cô chú anh chị. Đó. Lạp xưởng này là lạp xưởng nạc và có tiêu ở trong, là được hút chân không rồi hết rồi. Đây, nhìn rất là ngon. Đó, đóng hộp lại vậy để tặng cho bà con. Dạ, đợt này quà đặc biệt hơn ha cô chú. Dạ, đây là phần lạp xưởng mà Yến chuẩn bị đó. Rồi kế đó là mình có thêm một túi quà như thế này. Dạ, đây một túi quà như vậy đây là 125.000 đồng. Thì Yến cũng xin kể rõ từng món ở trong cái túi quà này. Thứ nhất là mình sẽ có 5 lon cá mòi. Đợt này là đặc biệt hơn, là mình có 5 lon cá mòi như vậy. 5 lon tổng cộng. Ở trong đây là 5 lon. Dạ. Đây, 5 lon cá mòi. 5 lon này là 34.000 đồng. Dạ. Và mình có thêm một chai nước tương là 6.000 đồng. Đây, chai nước tương 6.000. Mình có đường 1 kg, đường 1 kg là 14.000 đồng. Đây là 1 kg đường. Rồi mình có thêm một túi bột ngọt. Này, một cái gói bột ngọt như vậy là 25.000. Dạ. Kế đó là hai bột muối iốt. Hai bột muối iốt này, hai bọc là 5.000. Và Yến mua cái muối này là muối iốt chứ không có mua một cái loại muối thường cho bà con. Đây, muối này là tốt. Và cái đó là một chai dầu ăn. Chai dầu ăn này là 22.000 đồng. Rồi mình có thêm một lon sữa bò. Lon sữa bò này 14.000. Và mình mua thêm một gói hạt nêm nhỏ này là 5.000. Đó, đó là phần quà của mình. Và đợt này mình có thêm 50.000 tiền mặt tặng cho bà con nữa. Thì Yến xin thay mặt cho bà con ở ngay tại huyện Trần Đề xin cảm ơn cô Lan Núi và chú John ở Las Vegas, Mỹ đã giúp đỡ 100 phần quà cho bà con. 100 phần quà rất là ý nghĩa, rất là đặc biệt. Thì Yến cũng xin nói qua về cái phần mà tổng đợt phát quà lần này. Thì 100 phần quà, mỗi phần 400.000 là số tiền là 40 triệu. Thì bên cạnh đó là mình có thêm tiền bốc vác nè, tiền xe, tiền bọc gói quà. Tổng cộng là 800.000 đồng. Thì bây giờ là còn tới 2 tiếng nữa thì bà con mới tới, do là Yến muốn đến trước để chuẩn bị. Đợt này là mình phát là mình có mượn được một cái sân chùa Khmer để mà phát cho bà con. Thì ở chỗ này là có cái phòng luôn, ở đây có quạt gió nữa, rồi có gạch đồ cho bà con ngồi ở đây sạch sẽ. Thì đợt này phát quà đó là Yến chủ yếu là những ông bà cụ lớn tuổi, hoặc là những người bị bệnh tật nè, không có khả năng lao động thì đến để nhận quà. Một chút nữa là nếu mà có những cái người trẻ đến nhận thì chủ yếu là người ta đến nhận giùm thôi cô chú anh chị. Đây là cái phiếu quà tặng thì Yến đã phát trước một ngày rồi. Thì chút nữa ai đem phiếu này lại là sẽ có cái quà đó. Thì bây giờ là cũng sắp tới giờ phát quà rồi cô chú anh chị. Thì đã có một số ông bà là đã ngồi đợi sẵn rồi. Cũng may là cái chỗ này là mình mượn được ở trong bên chùa, người ta giúp đỡ cho cái chỗ. Thì ngồi ở đây có gạch men, ở trên có quạt gió nữa, cũng đỡ, ở đây cũng mát. Mình sẽ trong thời gian chờ đợi ông bà cô chú đến đông đủ thì Yến sẽ đến hỏi thăm một vài ông bà nha. Con chào bà. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? Bà 74. 74 rồi. Nhà có bao nhiêu người, đông con cháu không? Con đi mận hết trơn rồi, còn bà một mình à. Bà một mình à. Rồi cơm nước là ai lên nấu? Nấu ớn. Nấu một mình luôn. Rồi bữa nay lại nhận quà ha bà ha. Rồi cảm ơn bà. Con chào bà. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 72. 72 rồi hả? Con mắt hình như bên này không thấy đâu. Một con mắt là không thấy. Chỉ là con bên thấy bị mắt đó lúc trước là bị sao bà? Bị bệnh đó. Bị bệnh rồi nó lên tá gió rồi nó hư con mắt. Rồi cái đi bác sĩ mà nó cũng như là để mắt giả. Để mắt nhã coi như là giờ thấy được một bên thôi. Thấy bên mà bên đây cũng không thấy gì rõ đâu, cũng mờ mờ. Rồi nay lại lãnh quà có ai đưa lại không bà? Đi ơn được. Đi ơn được hả? Nhà gần đây không bà? Gần nha. Rồi con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn bà bữa nay đã đến nhận quà ha. Ở đây gần kế bên đây là cụ Mát, nhà có tổng cộng 14 người trong một hộ gia đình. Mắt của Mát là không có thấy rõ cô chú anh chị, mắt mờ. Mờ á. Bà cụ nhớ con lại không? Hả? Có nhớ con lại không? Nhớ. Nhớ không? Nhớ. Nhớ. Cụ Mát là trước đây là được cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho xây nhà. Nhưng mà do là nhà rất là đông người cô chú anh chị. Một căn nhà mà có tới 14 người ở chung nữa. Người lớn tuổi, người già, người bệnh tật đều có hết. Rồi bữa nay lại đây một mình ha, có ai đi chung không bà? Đi một mình. Đi mình nữa hả? Rồi mò đường lại đây. Chậu dắt lại. Mấy đứa cháu nhỏ dắt lại ha. Dắt lại. Rồi ngồi đợi chút xíu nha bà. Đợi chút bà con lại đông đủ rồi. Rồi bắt đầu nhận quà ha. Con chào bà. Bà năm nay nhiêu tuổi vậy bà? 66. 66 rồi. Đi nay đi lại có ai dẫn lại không bà? Có đó, Giang bà thu lại đó. Giang người ta lại. Rồi. Nhà đông người không bà? 4-5 đứa con vậy nó đi làm hết rồi. Rồi giờ hiện tại đang ở với ai? Con cứ ở với đứa thằng trai Út. Thằng trai Út nha. Rồi con cảm ơn bà nghe. Dạ con chào bà. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi hả bà? 82. 82 rồi. Dạ. Bữa nay lại có ai dẫn lại không? Không có ai đâu, có hai người ông bà. Hai ông bà hả? Dạ. Đi lại bằng cái gì? Hả? Đi lại bằng cái gì? Bà đi lại bằng cái gì? Đi bộ ở gần đây nè. À đi bộ lại hả? Dạ. Dạ. Rồi hồi sách về sách nổi không? Dạ không biết đâu. Trời ơi quà nặng lắm nghe. Dạ. Dạ. Nào, ấy chú con kia mấy đứa nhỏ sớm lại sách tiếp vào ha. Dạ. 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 Rồi dạ. Rồi ở nhà là có giờ có hai ông bà thôi. Cơm nước tự lo luôn. Cơm nước người ta một thang hai thang ta đem lại cho ông bà gạo. Chờ, một hai tháng là người ta cho một bao gạo rồi. Dạ. Hai ông bà ăn cái bao gạo đó. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Thì con cảm ơn bà bữa nay đến. Dạ. Nha con. Dạ. Chúc bà với ông được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Tiêu ta con đây còn tôm bồn mình luộc cái trộn trộn rồi chúng ta con ôm miếng sợi rồi nó một điều chút đập tao thôi. Bà vừa đọc cái gì vậy bà? Đọc tin mình xin ông trời đừng cho bệnh hoạn vậy á. À, dạ, 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 dạ. Vậy con cảm ơn bà dạ, nha. Dạ. Dạ. Cái này là của cô chú ở bên Mỹ. Dạ. Dạ, dạ là gửi tặng quà cho mình đó. Con cháu đem lại cho bà nó dạ. Bà mừng muốn chết rồi dạ. Con ơi. Dạ. Bà ơi, bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 94. 94 rồi hả? Dạ. Trời ơi, lớn tuổi dữ vậy. Rồi bữa nay đi lại có ai đưa lại không bà? Bà là không có gành tiếng Việt cô chú anh chị. Dạ, bà năm nay 94 tuổi rồi, rất là lớn tuổi rồi. Bữa nay lại nhận quà. Mà còn đi lát đi nổi không? Lát coi sách quà tiếp về không? Dạ. 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 Thôi bà không nói gành tiếng Việt cô chú ơi. Dạ. À, ăn cơm tô không á? Ăn cơm tô luôn hả? Dạ. À, chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? 72 rồi. 72 rồi. Dạ. Bữa nay đi lại rồi có ai dẫn lại không? Đi à, một mình. Lại một mình à. Đi bằng cái gì chú? Đi lại bộ. Lại bộ lại hả? À. Dạ. Không có xe hả? Không có xe. Trời ơi thấy thương quá à. Dạ. Dạ. À, ở nhà rồi có con cháu gì tiếp không? Hả chú? Có con út. À, có con út lại tiếp ha không ha. Dạ. À, rồi vậy chúc nhờ con út xách đồ tiếp nha. Dạ chứ không thôi xách một mình xách không nổi đâu, quà bữa nay nặng lắm à. Dạ. Dạ rồi rồi để dép ở ngoài đi không sao đâu, không có mắc đâu. Dạ. Dạ. Rồi rồi dạ đi vô rồi lên đầu ngồi luôn nha. Dạ. Rồi. Dạ ở đây. Dạ dạ. Đến đây nè, ngồi đây nè bà. Dạ, ngồi đây nè. Dạ ha. Rồi. Ngồi đầu luôn. Dạ. Rồi, ngồi đây đi. Dạ. Dạ. Rồi, năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 84. 84 rồi hả? Tuổi Châu. Nay đi lại có ai đưa lại không bà? Không có ai đưa lại đó bà, ở bên đây nó ở đi bộ lại mình hả? Dạ. À, rồi mắc bị gì bà? Bị người ta bắn hồi ấy đó, mấy năm hồi bà hai mấy đó là 30 tuổi đó bắn trúng cái mắt này nè. À, hồi lúc 20 mấy tuổi bị người ta bắn trúng vô 28 28 tuổi là bị tới bây giờ luôn. Tới bây giờ luôn. Mấy chục năm nay rồi. Cái vỏ này nè, cái hai ba thứ nè. Nè mổ cho này nè. Trời mà ơi, không được. Vậy nè. À, trúng đạn hả bà? Trúng. Bị nó ung thư á. Ung thư hả? Ung thư à, mà ăn thịt mà không có ăn xương. Ung thư nó ăn vô thịt. À, ăn thịt á, nó mũ không. Đó này nè. Mấy lỗ. Yeah. Rồi con chúc bà được nhiều sức khỏe dạ. Nha, gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Bà không có ai đâu bị làm phụng đó, nó ở trong chợ đó, miên á. Dạ, dạ. Ngồi đi xin đó. Dạ. Rồi ngồi bên đây ha bà ha. Rồi ngồi xích qua đi dạ. Rồi. Đây giỏ của bà nè ha. Rồi bà ơi vô lãnh quà nghe bà. Dạ. Rồi vô hàng đầu luôn, bà ngồi hàng đầu luôn nha. Dạ. Đây, ngồi ở bên trước ngoài đây nè bà. Dạ, dạ đây. Dạ, qua đây ngồi nè bà. Dạ. Rồi, ngồi ở đây ha. Rồi, ngồi ở đây chung. Dạ. Nặng đó. Rồi, bà ngồi đây nè, bà ngồi đây nè. Dạ, dạ. Rồi. Rồi. Bà qua đây. Dạ, ngồi bên đây trong đây giùm con ha. Để cái đường hồi mình đi tới mình nhận quà dễ. Dạ. Dạ, rồi, bà ngồi đây giùm con ha. Dạ. Rồi, ngồi xuống ha. Dạ. Rồi, cảm ơn bà. Dạ. Dạ rồi, con chào bà nha. Dạ, dạ lại bà lãnh quà phải không bà? Phải. Dạ, có đem phiếu theo không? Không. Dạ, có phiếu ha. Rồi, vô đây ngồi, qua đây, đây. Lên hàng đầu luôn. Dạ, ưu tiên người lớn tuổi lên hàng đầu. Dạ rồi, ngồi đây luôn. Rồi, ngồi đây cho nó mát ha. Dạ. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 73. 73 rồi, trời ơi, tóc trắng hết trơn rồi ha. Nay lại rồi có con cháu gì đưa lại không? Không, lại mình anh nè. Lại mình anh nè. Con cháu không có ai. À, có gian xe người ta lại ha. Không, lại lấy xe đạp lại. Ở. Lấy xe đạp lại luôn. Dạ rồi, vậy là hồi là lấy xe đạp chở về. Dạ, chở nổi không? Dắt bộ. Dắt bộ hả? Dạ. Chứ bà quà bữa nay của con là nặng lắm nha. Nặng dắt bộ. Có cái vỏ với lòng xe được tiền. Có cái vỏ với cái yên xe sao ha. À. Dạ rồi. Dạ, con xin kính chào các ông bà, các cô chú. Hôm nay là đã đến nhận quà. Dạ thì hôm nay là con thay mặt cho cô chú Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, đó là cô Lan Núi và chú John ở bên Las Vegas, Mỹ, gửi tặng cho bà con mình 100 phần quà. Mỗi phần quà là trị giá 400.000, thì sẽ bao gồm mình có một cái bao gạo nè, nửa ký lạp xưởng, một bọc quà với lại thêm 50.000 tiền mặt, tổng cộng là 4 thứ. Dạ ông bà cô chú nhớ nhận đủ 4 thứ rồi hả về nha. Dạ, nhận không đủ 4 thứ là lỗ gán chịu nha. Dạ, rồi đó. Dạ, con cũng xin thay mặt cho cô chú Mạnh Thường Quân xin cảm ơn ông bà cô chú đã dành thời gian đến đây để nhận quà chung với tụi con. Dạ, rồi con cảm ơn ông bà nha. Bây giờ là con sẽ phát quà ngay. Dạ. Rồi, dạ. Rồi, chú có phiếu không? Có. Rồi, phát hai giữ phiếu đi, chút nữa mới đưa phiếu ra ha. Dạ, con phát lạp xưởng trước nha. Dạ, đây con gửi tặng ông một phần lạp xưởng nha. Dạ. Rồi, con gửi tặng bà một phần lạp xưởng. Dạ, để con lấy một thêm. Dạ, đây con gửi tặng cho bà một phần lạp xưởng nha. Dạ, rồi. Đây, nửa ký lạp xưởng. Về chiên ăn cơm. À. Rồi, nửa ký lạp xưởng, về chiên ăn cơm. Con gửi cho ông nửa ký lạp xưởng. Con gửi bà nửa ký lạp xưởng nha. Dạ. Dạ con gửi ông nửa ký lạp xưởng nha. Có nhận chưa? Dạ rồi. Bà có lạp xưởng chưa bà? Chưa. Rồi con gửi bà. Có rồi. Dạ có rồi ha. Dạ con gửi cô. Bà ơi con gửi bà. Dạ. Lạp xưởng ăn cơm. Dạ. Dạ con gửi bà. Con gửi bà lạp xưởng ha. Để ăn cơm nha. Ở trên mình. Dạ. Dạ. Rồi đây lạp xưởng nha, con gửi bà một phần nha, nửa ký. Dạ con gửi bà. Dạ con gửi bà. Dạ rồi con gửi bà luôn. Dạ đây con gửi cô. Dạ con gửi chú. Dạ dạ con gửi ông một phần lạp xưởng. Dạ đây con có gửi cô. Dạ dạ con gửi ông 50.000 nha ông. Dạ rồi cảm ơn ông đã đến nhận quà. Dạ đây là phiếu của ông đây. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Con gửi bà 50.000 nha. Rồi con cảm ơn bà. Dạ. Rồi con gửi bà 50.000 nha. Dạ con cảm ơn bà. Dạ. Dạ con gửi bà 50.000 nha. Dạ con cảm ơn bà. Dạ. Rồi con gửi bà 50.000 nha. Dạ con cảm ơn bà. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Rồi con gửi bà 50.000 nha. Dạ bà có phiếu không cho con xin lại cái phiếu nha. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ. Dạ rồi bà ơi, con gửi bà 50.000 nha. Dạ rồi. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Bà đang đọc. Rồi cảm ơn bà. Dạ. Rồi con gửi bà 50.000 nha. Dạ, cảm ơn bà. Dạ. Rồi con gửi bà 50.000. Dạ con cảm ơn bà. Dạ. Dạ con gửi bà cô 50.000. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ dạ. Dạ con gửi bà 50.000 nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Bà ơi con gửi bà 50.000 nè bà. Dạ. Rồi cho con xin cái phiếu nha. Rồi cảm ơn bà. Dạ. Rồi con gửi bà 50.000. Dạ cảm ơn. Dạ. Con gửi bà 50.000 nha bà. Rồi cảm ơn bà. Dạ. Rồi khoan chút con qua bên bển nha. Dạ. Rồi. Rồi bên đây con gửi bà 50.000. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ con gửi bà 50.000 nha bà. Dạ. Cho con xin cái phiếu. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Dạ con lết xuống dưới cái. Dạ, con gửi ông 50.000. Dạ, rồi cảm ơn ông. Dạ, con gửi ông 50.000. Dạ, cảm ơn ông. Con gửi chú 50.000. Dạ, rồi cảm ơn chú nha. Dạ, con gửi bà 50.000. Dạ, dạ, cảm ơn bà. Dạ, rồi con gửi bà 50.000 nha. Cảm ơn bà. Dạ, rồi con gửi cô 50.000. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, dạ em gửi. Dạ, con gửi cô 50.000. Cảm ơn cô chú nhiều. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, con gửi cô 50.000. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, 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 con gửi cô 50.000. Dạ, rồi cảm ơn cô. Dạ, rồi con gửi cô 50.000. Cảm ơn cô. Dạ, con gửi cô 50.000. Cảm ơn cô. Dạ, rồi con gửi cô 50.000. Cảm ơn cô nha. Rồi con gửi cô 50.000. Rồi cảm ơn cô. Dạ, rồi con gửi cô 50.000. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô nha. Cảm ơn chị. Dạ, rồi bà đây. Dạ, cho con xin lại cái phiếu nha. Dạ, đây của ông đây, con gửi ông. Dạ, xin cái thùng hả? Rồi lấy cái thùng không nha. Dạ, rồi. Dạ, con gửi không? Dạ, đây. Dạ, con gửi bà. Dạ, dạ, con gửi cô nha. Rồi cảm ơn cô. Dạ, con gửi bà nha. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, con gửi bà đây, con cảm ơn bà. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, thì vừa rồi là Yến đã phát xong 100 phần quà thay mặt cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tặng cho bà con ở tại huyện Trần Đề. Dạ, ở đây thì chủ yếu là bà con người Khmer không à cô chú anh chị, mà phần đông là những người lớn tuổi, bệnh tật và những người có hoàn cảnh khó khăn mà nhà rất là đông người. Dạ, thì hôm nay là đã hoàn thành rồi. Yến cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân, đó là chú John và cô Lan Núi ở bên Las Vegas, Mỹ đã gửi tặng 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng cho bà con. Thì Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.